Tây là bảy món mì ngọt nhất trứ danh tới từ các quốc gia trên thế giới. Nếu có cơ hội, bạn nên thử một lần trong đời để không phải nuối tiếc. Mì Sai Minh, Hawaii, Mỹ. Món mì Sai Minh ở Hawaii với thành phần chính gồm mì trứng, nước dùng danxi được nấu theo kiểu Nhật, hành lá và các phụ gia khác. Món mì này được khuyên nên dùng ngay khi vừa mới được mang đến bàn để có thể cảm nhận được mùi vị đậm đà mà nước dùng của món này mang lại. Đó cũng là món ăn phổ biến được nhiều người yêu thích tại nhiều nước trên thế giới. Mì xào Phúc Kiến, Malaysia. Món mì này được làm từ mì trứng dai, xào cung hành, tỏi, cải thảo, trứng, cà chua và những gia vị đặc trưng của Malaysia. Tuy có nguồn gốc từ Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng món mì xào này lại được chế biến và mang những nét riêng biệt độc đáo trong nhà hàng quán ăn của người Malaysia. Thực khách sẽ hoàn toàn đổ gục trước vị ngon của dĩa mì xào không ngấy cồn không xì dầu đen. Ramen Torii-Taita, Nhật. Nếu đã một lần đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, sẽ là không mong muốn nếu bạn không thử qua món mì ramen. Mùi vị của món ăn này chắc chắn sẽ khiến bạn phải trầm trồ, nhất ngay khi thưởng thức. Điều đặc biệt quan trọng ở khâu sẵn sàng nguyên liệu chính đó là nước trò tàu có tác dụng tăng độ dẻo dai của sợi mì, tạo nên màu vàng đặc trưng của món mì ramen này. Nước dùng được nấu từ gà nên rất sánh, ngọt và thơm ngon. Mì Tây Tạng, Tây Tạng. Mì Tây Tạng thường được ăn kèm với thịt cừu hoặc thịt bò với nước dùng cay. Món mì này đặc biệt quan trọng ở phần nước dùng. Vị của nước dùng thanh thanh quyện lẫn với mùi thơm của hành, nhờ đó khi ăn không có bị cảm giác ngấy. Mì Tây Tạng cũng là món ăn bạn nên thử khi tới quốc gia này. Mì vịt tiềm, Trung Quốc. Đây là món ăn nổi tiếng của người Trung Hoa. Món ăn này có mặt ở hầu khắp các nơi trên thế giới và được rất nhiều người châu Á, Thái Bình Dương ưa chuộng. Mì được nấu với nước dùng công phu, mang chút mùi vị cay nồng của hồi, quế. Ăn mì vịt tiềm ngon nhất vào những lúc trời mưa hay trời chợ rét, bát mì cay nồng, thơm ngọt của vịt gắm vào sợi mì luôn làm sôi lòng tất cả những ai từng nếm thử. Mì Mie Goreng, Indonesia. Mì Mie Goreng của Indonesia ăn ngon nhất là vào khi chế biến xào khô. Mì được làm từ bột mì hảo hạng cùng với những gia vị tự nhiên làm nên vị thơm ngon không lẫn vào đâu được. Ngoài ra, trong món mì này còn chứa rất nhiều thành phần vitamin cần thiết cho cơ thể. Khi xào chung cùng các loại rau củ, làm dậy thêm mùi hương đặc trưng của món ăn. Món mì Mie Goreng của Indonesia từng đứng trong top 3 trong số 10 món mì ngon nhất mọi thời đại, được những tạp chí nhà hàng quán ăn danh tiếng bình chọn. Pasta, Ý. Đất nước của những vũ điệu pasta không thể vắng mặt trong số những quốc gia có món mì ngon nhất thế giới. Trước đây, mì Ý truyền thống đã được xào với nước cà chua, thịt bò bằm, hành tây sắc lựu, được xem là món ăn hàng ngày của những người thuộc tầng lớp trung lưu cho tới thượng lưu. Ngày nay, để tăng thêm sự phong phú cho món ăn, mì Sparta đã được chế biến với nhiều mùi vị khác nhau, làm đa dạng thêm list các món ăn phục vụ trong nhà hàng, khách sạn và được phục vụ cho tất cả giới thượng lưu.